chào mừng bạn đến nghe công thức món ăn của Kudonai Podcast trên Thuni Podcast. Lễ phục sinh sắp đến gần và tôi muốn nếm thử thịt cừu. Thế là, tôi chọn ca ré cừu rán soi a kết hợp với lê chiên, khoai tây nhỏ luộc và hành lá. Thật hấp dẫn phải không nào? Thành phần Phục vụ cho 4 người hai miếng lường thịt cừu, xấp xỉ, 350 g hai muỗng canh bơ, hoặc bơ thực vật. 6 muỗng canh siro. 3 muỗng canh, nước tương ngọt, két giác manic. 1 muỗng canh, giấm rượu trắng. 2 muỗng canh, mè rang. Bạn cũng sẽ cần 12 muỗng canh, khoai tây nhỏ. 1 muỗng canh bơ, để chiên. 2 nhánh hành lá, thái nhỏ. Đây là những gì bạn làm. Bước 1. Cắt thịt cừu ca ré thành miếng, bằng cách luồn một con dao sắt vào giữa các miếng sườn. Để lại hai sườn cừu trên mỗi cốt lết. Bước 2. Làm nóng chảo và cho phần lớn bơ vào. Khi nó ngừng sủi bọt, có nghĩa là đủ nóng để cho thịt vào chảo bơ này. Nêm muối, hạt tiêu và chiên vàng, cả hai mặt miếng sườn. Đặt cốt lết vào đĩa chịu nhiệt. Bước 3. Trộn tất cả các nguyên liệu để làm nước sốt trong một cái nồi nhỏ và đun sôi. Khi hỗn hợp sệt lại, đổ nó lên thịt và lật lại. Vì vậy, tất cả các mặt được ngấm tốt. Bước 4. Đặt khuôn vào ngăn giữa của lò nướng, ở nhiệt độ 125 độ C, sử dụng nhiệt kế chiên và theo dõi cho đến nhiệt độ bạn mong muốn. Ý tôi là thấp nhất là 55 độ C. Trung bình là từ 60 đến 65 độ C. Điểm cộng trung bình là 70 độ C. Làm tốt là 75 độ C. Bước 5. Nấu khoai tây cho đến khi mềm. Bước 6. Chia lê thành 6 lát và lấy vỏ lõi ra. Chiên những miếng lê trong chảo nóng với phần bơ còn lại cho đến khi chúng vừa mềm. Mắt nhỏ, cách rang vừng là cho vừng vào chảo khô, rang trên lửa lớn cho đến khi vừng chuyển sang màu vàng đẹp mắt. Xếp sườn cừu ca ré lên đĩa lớn, cùng với khoai tây nhỏ, đã luộc, lê chiên, và hành lá thái nhỏ. Trưới phần gla két còn lại lên trên. Một bữa ăn ngon đang trên đường đón chờ bạn, với một ly rượu vang đỏ. Tôi đang mong chờ bữa ăn tối, và rằng tôi sẽ tận hưởng vào tối nay. Nhấp vào, nút đăng ký, bên dưới. Thay vì, bạn ôm tôi, và cho tôi một nụ hôn. Cảm ơn bạn nhé một bữa tối ngon miệng trân trọng